Pha chạy cứu đời ơi đang chơi với giữa lòng hồ khi cố lấy thức ăn của du khách ném vào dù có bảng cấm. Mặc dù có bảng cảnh báo du khách không ném đồ ăn cho động vật, nhưng vẫn có rất nhiều vi phạm. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra tại vườn thú Safari Phú Quốc khiến du khách và cả cộng đồng mạng đều không khỏi xôn xao. Theo đó, một du khách đã ném đồ ăn cho đười ươi nhưng không ném tới bãi đất mà rơi ở mép hồ. Chú đười ươi háu ăn lúc này, cố dướng người lấy đồ ăn. Tuy nhiên, do cỏ trơn nên đã trượt ngã khiến chơi với rồi chìm xuống lòng hồ. Rất may mắn, nhân viên sở thú đã có mặt kịp thời, ném phao rồi nhảy xuống hồ giải cứu, đưa chú đười ươi lên bờ. Sau khi được sơ cứu làm thủ tục ấn ngực để hồi sức, đời ươi đã tỉnh lại, tuy nhiên tinh thần vẫn còn khá hoảng loạn. Sự việc khiến những người có mặt trong sở thú không khỏi hốt hoảng, còn cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip bày tỏ sự bức xúc trước sự vô ý thức của một bộ phận du khách không tuân thủ theo quy định. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cảm thấy thương cho chú đời ươi vì suýt chút nữa chú ta chỉ còn là cát bụi. Hiện tại, thể lực chú đời ươi đã phục hồi, nhưng tinh thần vẫn còn khá hoảng loạn sau sang chấn đầu đời. Hy vọng du khách lấy đây là bài học để rút kinh nghiệm. Ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi, người hay động vật đều vậy cả. Một số dân mạng để lại bình luận. Mong du khách tham quan có ý thức hơn chút, xem mà thấy thương quá, cố với lấy đồ ăn thôi mà sang chấn tâm lý đến vậy luôn. Sở thú cũng có quy định rõ ràng rồi mà, sao vẫn cứ bất chấp mà ném đồ ăn vào vậy? May mà được anh nhân viên giải cứu kịp thời. Bạn thấy sao về pha giải cứu chú đười ươi này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.